Tôi thường nói tương lai 500 năm sau hoặc 1.000 năm sau, con người ở tại Đông Nam hay bán cầu, cách xa vạn dặm, không cần dùng điện thoại, không dây, cũng có thể nói chuyện với nhau được, giống như đang ở trước mặt, không cần nhìn truyền hình cũng có thể nhìn các thứ tiết mục. Đây là lời tiên đoán của tôi sẽ mau chóng trở thành hiện thực. Có người hỏi, Hòa Thượng, Ngài có căn cứ gì mà phát biểu lời không thể nghĩ bàn như thế? Đương nhiên là tôi có căn cứ, bằng không sẽ phạm giới vọng ngữ, tương lai sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Căn cứ của tôi là dùng ngũ nhãn để chứng minh, ai khổ cực tu đạo, tham thiền đả tọa, thì tự nhiên sẽ khai mở ngũ nhãn. Lúc đó chẳng có gì mà không thấy, chẳng có gì mà không biết. Ai cũng đều có thần thông, có thể đi bộ ở trong hư không, không cần ngồi máy bay, có thể đi bộ trên biển, không cần ngồi trên thuyền. Hiện tại tôi nói những lời này các bạn không cần tin, cứ cho rằng là huyễn tưởng. Các bạn nhắm mắt lại, nghĩ thử xem, 200 năm trước nếu có người nói tương lai có điện thoại, bất cứ xa cách bao nhiêu cũng nói chuyện được thì bạn chắc chắn sẽ không tin. 100 năm trước, nếu có người nói tương lai có truyền hình, không những nghe được tiếng ca hát mà còn nhìn thấy tiết mục biểu diễn, ngồi ở trong nhà nhìn thấy được, không cần đến rạp hát, rất là thuận tiện. Bạn nhất định cho rằng người đó bị thần kinh, là kẻ si nói mộng, làm sao mà có việc kỳ quái như thế. Hiện tại đều đã chứng minh, đã trở thành sự thật. Những lời hôm nay tôi nói các bạn cho rằng là nói bậy. Đợi đến lúc đó chẳng có ai nói với các bạn cũng sẽ tin. Phật nhãn như thiên nhật, Phật nhãn sáng giống như ngàn mặt trời, có thể chiếu vô số 3.000 đại thiên thế giới. Song ánh sáng mặt trời chỉ chiếu dương chẳng chiếu âm, ánh sáng trí huệ của Phật không phân biệt âm dương, do đó Phật quang phổ chiếu, Phật nhãn nhìn thế gian, đều biết đều thấy hết. Chiếu dị thể hoàn đồng, quang minh của Phật chiếu vạn sự vạn vật, tuy nhiên khác nhau nhưng bản thể là một chứ chẳng hai. Viền minh pháp giới cảnh, Phật nhãn cùng quán xem tất cả, bất cứ là chân đế hoặc là tục đế, chẳng màng là có hình hoặc là không hình, đều viên dung vô ngại, thấu rõ cảnh giới trong pháp giới. Vô xứ bất hàm dung, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà không hàm dung ở bên trong, đều nhìn thấy được rất rõ ràng, đó là oai lực của Phật nhãn. Bồ Tát đắc được vô biên trí huệ, biết được tất cả các pháp đều là không, dùng pháp nhãn để quan sát tất cả tục đế, dùng huệ nhãn để quan sát tất cả chân đế, cho nên chứng được chân lý người và pháp đều không, nhưng chưa chứng minh lý ba không vẫn chưa thành Phật. 3. Bồ Tát trụ pháp không hai đồng với chư Phật, pháp môn không hai tức là pháp thật tướng rốt ráo. Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật rằng, thế nào là pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật ngồi yên không nói, đó tức là pháp môn không hai, do đó ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. 4. Trí huệ của Bồ Tát quán sát vô lượng cảnh giới ba đời, thảy đều bình đẳng đồng với chư Phật, minh bạch tất cả các pháp đều là bình đẳng, chẳng có sự phân biệt, đắc được pháp ấn này. Pháp ấn là gì? Tức là ấn tỷ diệu pháp, chứng minh chánh pháp của Phật, cũng là pháp các vị tổ sư ấn khả với nhau, tâm tâm truyền với nhau. 5. Bồ Tát chứng đắc thấu rõ thông đạt được cảnh giới 10 pháp giới vô ngại đồng với các Như Lai. Pháp giới chúng sinh nào đáng độ thì Bồ Tát đến pháp giới đó để thọ sinh, dùng 4 pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh. Pháp giới đó khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh đều thành Phật đạo. 6. Bồ Tát thành tựu 10 lực của Phật, cảnh giới sở hành vô ngại đồng với chư Phật. 10 lực tức là A. Giác xứ phi xứ lực, B. Ba đời nghiệp báo lực, C. Chư Phật giải thoát tam muội lực, D. Chư căn thắng liệt lực, E. Trùng trùng giải lực, F. Trùng trùng giới lực, G. Nhất thiết trí xứ đạo lực, H. Thiên nhãn vô ngại lực, Y. Túc mạng vô lậu lực, G. Vĩnh đoạn tập khí lực. 7. Bồ Tát vĩnh viễn dứt trừ hai hành thấy và ái, chẳng có thấy cái ta và hành vi tình ái. Làm thế nào mà chẳng có tư tưởng đó? Phải tu 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì mới tiêu diệt được. Vĩnh viễn dứt hai hành, như thế thì trụ pháp vô tranh đồng với trừ Phật. Do đó tranh là tâm thắng phụ, trái ngược lại với đạo, bèn sinh 4 tướng tâm, sao đắc được tam muội. Vô tranh tức là hãy nhận chính mình sai, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Nói tóm lại, bất cứ người khác nói mình có chỗ nào không đúng, chẳng màng là ý tốt phê bình hoặc ác ý phỉ báng, đều phải dùng tâm khiêm hư để tiếp thọ, thừa nhận lỗi của mình. Đừng biện luận với người khác, nếu biện luận thì sẽ sinh ra 4 tướng tâm, ta người chúng sinh thọ mạng, sẽ trái với tông chỉ tu đạo, làm sao đắc được tam muội. Cho nên không tranh luận, chẳng thị phi. Quán tưởng như thế thì sẽ hòa bình với nhau. Việc lớn hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa không. Hết mưa trở lại sáng, sóng yên gió lặng. 8. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, cầu vô thượng đạo, thường chuyển bánh xe pháp, luôn luôn không ngừng nghỉ đồng với chư Phật. Nhiệm vụ của Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn, thấy chúng sinh thọ khổ, nghe chúng sinh thọ nạn thì lập tức hóa thân đến cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ. Do đó vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Bồ Tát xem chúng sinh giống như chính mình cùng một thể, chúng sinh thọ khổ thọ nạn giống như chính mình thọ khổ thọ nạn. Chúng ta phải học tinh thần của Bồ Tát, tất cả vì chúng sinh mưu cầu hạnh phúc, đừng có nghĩ đến mình. Do đó hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. 9. Bồ Tát nơi trí thiện xảo, nghĩa lý thiện xảo, hay khéo quan sát, khéo thấu hiểu đồng với chư Phật. Khi Bồ Tát thực hành sâu vào nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Bồ Tát biết các pháp không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, cho nên không chấp trước, chứng được giải thoát. 10. Bồ Tát bình đẳng không hai với tất cả Phật, đồng với chư Phật. Do đó Phật đạo đồng, ba đời tất cả chư Phật đều cùng một pháp thân. Vị Bồ Tát này tu chứng biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm tam muội, ngài đắc được 10 pháp ấn này. Phật tử, nếu đại Bồ Tát thành tựu đại tam muội, môn thiện xảo phương tiện, biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm này, là bậc vô sư vì không nhờ người khác dạy mà tự vào tất cả Phật pháp, là bậc trượng phu vì hay khai ngộ tất cả chúng sinh, là bậc thanh tịnh vì biết tâm tánh vốn tịnh, là bậc đệ nhất vì hay độ thoát tất cả thế gian, là bậc an ổn vì hay khai thị lợi ích tất cả chúng sinh, là bậc an trụ vì người chưa trụ vào chủng tánh Phật khiến cho họ trụ vào, là bậc biết chân thật vì vào môn nhất thiết trí, là bậc không nghĩ khác vì lời nói không hai, là bậc trụ pháp tánh vì thệ nguyện biết rõ tất cả Phật pháp, là bậc 20 pháp vũ vì tùy tâm chúng sinh ưa thích đều khiến cho họ được đầy đủ. Các vị Phật tử, nếu như có vị đại Bồ Tát thành tựu đại tam muội, môn thiện xảo phương tiện, biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm này, nên đắc được 10 điều lợi ích dùng đức thành người. Một là bậc vô sư, Bồ Tát là người không thể mà tự thông, chẳng nhờ người khác dạy mà biết, chính mình tự vào tất cả Phật pháp, đắc được chân lý của diệu pháp. Hai là bậc trượng phu, Bồ Tát là đại trượng phu, tức cũng là điều ngự trượng phu, điều phục giá ngự được tất cả chúng sinh ba đời, khiến cho chúng sinh đều khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Vì ngài hay khai ngộ tất cả chúng sinh, cho nên xưng là đại trượng phu. 3 là bậc thanh tịnh, Bồ Tát là người thanh tịnh không nhiễm, vì biết tâm tánh vốn là thanh tịnh. 4 là bậc đệ nhất, Bồ Tát là thiện tri thức đệ nhất thế gian, vì hay độ thoát tất cả thế gian. 5 là bậc an ổn, Bồ Tát là thiện tri thức an ủi tất cả chúng sinh, dùng từ bi để an ủi khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, dùng hỷ xả để khai thị lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ khôi phục lại tâm thanh tịnh vốn có. 6 là bậc an trụ, Bồ Tát là người an trụ tại Bồ Đề đạo, khiến cho người chưa trụ vào chủng tánh Phật phát đại Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo. 7 là bậc biết chân thật, Bồ Tát là người biết chân thật tất cả khổ vui của thế gian, hay vào môn nhất thiết trí. 8 là bậc không nghĩ khác, Bồ Tát là thiện tri thức chẳng còn vọng tưởng, lời nói ra đều là chân thật, chẳng nói lời hư vọng không thật. 9 là bậc trụ pháp tạng, Bồ Tát là thiện tri thức trụ nơi pháp tạng, phát đại thệ nguyện, nhất định phải thấu rõ nguồn gốc tất cả Phật pháp. 10 là bậc 20 pháp vũ, Bồ Tát là thiện tri thức mưa xuống đại pháp vũ, khi giáo hóa chúng sinh thì tùy thuận sự hoan hỷ trong tâm chúng sinh mà khiến cho họ được đầy đủ tạng tâm mãn nguyện, đó là pháp môn phương tiện thiện xảo. Do đó muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Phật tử ví như đế thích, nơi búi tóc trên đỉnh đầu có gắn hạt châu mani, vì nhờ sức bảo châu mà oai quang càng thạnh. Khi trời đế thích mới được bảo châu này, liền đắc được 10 pháp, vượt hơn tất cả trời 33. Những gì là 10 pháp? 1 là sắc tướng, 2 là hình thể, 3 là thị hiện, 4 là quyến thuộc, 5 là đồ dùng, 6 là âm thanh, 7 là thần thông, 8 là tự tại, 9 là huệ giải, 10 là trí dụng. 10 pháp như vậy đều hơn tất cả trời 33. Các vị Phật tử, ví như trời đế thích, Thích Đề Hoàn Nhân, nơi búi tóc trên đỉnh đầu của ông ta có gắn hạt châu báu mani, về nhà sức ánh sáng bảo châu, cho nên oai quang của trời đế thích đặc biệt càng thạnh, phóng đại quang minh. Khi trời đế thích mới được bảo châu này, liền đắc được 10 pháp, vượt hơn tất cả trời 33. những gì là 10 pháp. 1. Sắc tướng viên mãn. 2. Hình thể thủ thắng. 3. Thị hiện không ai bằng. 4. Quyến thuộc hơn hẳn. 5. Đồ dùng đầy đủ. 6. Âm thanh vang xa. 7. Thần thông biến hóa. 8. Tự tại diệu dụng. 9. Huệ giải vô ngại. 10. Trí dụng hợp nhất. 10 pháp như vậy đều hơn tất cả trời 33. Trời Đế Thích có nhiều tên gọi. Ở trong Phật giáo gọi là Thích Đẻ Hoàn Nhân, hoặc gọi là Nhân Đà La Gia. Ở trong Cơ Đốc giáo gọi là Thượng Đế. Trong Thiên Chúa giáo gọi là Thiên Chúa. Ở trong Đạo giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một số người gọi là Thiên Lão Gia vì ông ta ở trên trời Đao Lợi, trên đỉnh núi Tu Di, chưa lìa khỏi thế giới. Một số tôn giáo cho rằng ông ta là chủ tể tối cao, là chủ tạo vạn vật, là chủ nhân quản lý vũ trụ. Kỳ thật ông ta bất quá là chủ nhân của địa cư thiên mà thôi. Trong tam giới có 28 tầng trời. Cõi trời của ông ta ở chỉ là tầng trời thứ 2, song quyền lực của ông ta rất lớn. Ở trên thì quản lý các cõi trời 32 trời của trời Đao Lợi. Ở giữa thì quản lý thiện ác của nhân gian. Ở dưới thì quản lý chúng sinh địa ngục. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi mới đắc được tam muội này thì được 10 trí tạng rộng lớn. Những gì là 10? 1 là trí chiếu sáng tất cả cõi Phật. 2 là trí biết tất cả chúng sinh thọ sinh. 3 là trí làm khắp ba đời biến hóa. 4 là trí vào khắp tất cả thân Phật. 5 là trí thông đạt tất cả Phật Pháp. 6 là trí nhấp khắp tất cả tịnh Pháp. 7 là trí khiến khắp tất cả chúng sinh vào Pháp thân. 8 là trí hiện thấy tất cả Pháp phổ nhãn thành tịnh. 9 là trí tất cả tự tạng đến nơi bờ kia. 10 là trí an trụ tất cả Pháp rộng lớn, tận khắp không sót thừa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Vượt qua tất cả Bồ Tát từ khi mới đắc được tam muội. Từ khi mới đắc được đại tam muội, biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm này, thì đắc được 10 trí huệ tạng rộng lớn. Những gì là 10? 1. Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật. Trí huệ quang của Bồ Tát có thể chiếu khắp hết thảy cõi Phật. 2. Trí biết tất cả chúng sinh thọ sinh. Bồ Tát biết tình hình tất cả chúng sinh thọ sinh. 3. Trí làm khắp ba đời biến hóa. Bồ Tát có thể làm cho ba đời khác đều chuyển biến. 4. Trí vào khắp tất cả thân Phật. Bồ Tát vào khắp được trong Pháp thân của chư Phật. 5. Trí thông đạt tất cả Phật Pháp. Bồ Tát thông đạt tất cả Phật Pháp của chư Phật nói. 6. Trí nhiếp khắp tất cả tịnh Pháp. Bồ Tát nhiếp trì khắp tất cả Pháp thành tịnh. 7. Trí khiến khắp tất cả chúng sinh vào Pháp thân. Bồ Tát khiến khắp tất cả chúng sinh vào Pháp thân của chư Phật. 8. Trí hiện thấy tất cả Pháp phổ nhãn thanh tịnh. Bồ Tát hiện thấy tất cả các Pháp phổ nhãn thanh tịnh. 9. Trí tất cả tự tại đến nơi bờ kia. Bồ Tát đều tự tại hết thảy tất cả đến được rốt ráo bờ bên kia. 10. Trí an trụ tất cả Pháp rộng lớn, tận khắp không sót thừa. Bồ Tát an trụ ở trong Pháp rộng lớn, rốt ráo khắp không sót thừa. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này lại đắc được 10 thân oai đức thanh tịnh nhất. Những gì là 10? 1 là vì chiếu sáng bất khả thuyết thế giới, nên phóng ra bất khả thuyết quang minh luân. 2 là vì khiến cho thế giới đều thanh tịnh, nên phóng ra bất khả thuyết vô lượng sắc tướng quang minh luân. 3 là vì điều phục chúng sinh, nên phóng ra bất khả thuyết quang minh luân. 4 là vì gần gũi tất cả chư Phật, nên hóa làm bất khả thuyết thân. 5 là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, nên mưa xuống bất khả thuyết đủ thứ mây hương hoa thủ diệu. 6 là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả chúng sinh, nên ở trong mỗi lỗ lông hóa làm bất khả thuyết đủ thứ âm nhạc. 7 là vì thành thục chúng sinh, nên hiện bất khả thuyết đủ thứ vô lượng tự tại thần biến. 8 là vì ở chỗ đủ thứ danh hiệu tất cả chư Phật trong 10 phương thỉnh vấn pháp, nên một bước vượt qua bất khả thuyết thế giới. 9 là vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy nghe được đều chẳng luống qua, nên hiện bất khả thuyết thân đủ thứ vô lượng sắc tướng, không ai thấy đỉnh được. 10 là vì chúng sinh khai thị vô lượng pháp bí mật, nên phát ra bất khả thuyết lời lẽ âm thanh. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ tại tam muội này lại đắc được 10 thân oai đức thành tịnh nhất. Những gì là 10? 1. Vì chiếu sáng bất khả thuyết thế giới, nên phóng ra bất khả thuyết quang minh luân. 2. Vì khiến cho thế giới đều thanh tịnh, nên phóng ra bất khả thuyết vô lượng sắc tướng quang minh luân. 3. Vì muốn điều phục chúng sinh, nên phóng ra bất khả thuyết quang minh luân. 4. Vì gần gũi tất cả chư Phật, nên hóa làm bất khả thuyết thân. Năm, vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật nên mưa xuống bất khả thuyết đủ thứ mây hương hoa thủ diệu. 6. Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả chúng sinh nên ở trong mỗi lỗ lông hóa làm bất khả thuyết đủ thứ âm nhạc. 7. Vì muốn thành thục chúng sinh nên hiện bất khả thuyết đủ thứ vô lượng tự tại thần thông biến hóa. 8. Vì muốn ở tại đạo tràng đủ thứ danh hiệu tất cả chư Phật trong 10 phương thỉnh vấn pháp nên một bước vượt qua bất khả thuyết thế giới. 9. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy hoặc nghe được đều chẳng đúng qua có thể gieo trồng xuống căn lành nên hiện bất khả thuyết thân đủ thứ vô lượng sắc tướng, không ai thấy tướng đỉnh của ngài được. 10. Vì chúng sinh khai thị vô lượng pháp bí mật nên phát ra bất khả thuyết lời lẽ và âm thanh để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát được 10 thân oai đức thanh tịnh nhất này rồi, khiến cho chúng sinh được 10 thứ viên mãn. Những gì là 10? Một là khiến cho chúng sinh được thấy Phật, hai là khiến cho chúng sinh tin sâu nơi Phật, ba là khiến cho chúng sinh lắng nghe Pháp, bốn là khiến cho chúng sinh biết có thế giới của Phật, năm là khiến cho chúng sinh thấy thần biến của Phật, sáu là khiến cho chúng sinh nhớ nghiệp tích tập, bảy là khiến cho chúng sinh định tâm viên mãn, tám là khiến cho chúng sinh vào thanh tịnh của Phật, chín là khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, 10 là khiến cho chúng sinh viên mãn Phật trí. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát đắc được 10 thân oai đức thanh tịnh nhất này rồi, khiến cho chúng sinh được 10 thứ pháp ích viên mãn. Những gì là 10? Một, Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được tất cả chư Phật trong 10 phương. Hai, Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu nơi Phật. Thấy Phật rồi, phải tin không nghi mới có công đức. Ba, Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh có cơ hội lắng nghe Phật Pháp. Bốn, Bồ Tát hay khiến cho chúng sinh biết có thế giới nào có Phật liền sinh về thế giới đó nghe kinh nghe Pháp. Năm, Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh thấy được thần thông biến hóa của chư Phật mới tin sâu nơi Phật. 6. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh nhớ nghiệp tích tập mà phát tâm Bồ Đề. 7. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh đắc được cảnh giới định tâm viên mãn. 8. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh vào trong trí huệ thanh tịnh của Phật. 9. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề cầu vô thượng đạo. 10. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn hết thảy trí huệ của Phật. Đó là do Đại Bồ Tát từ Đại Tam Muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm, ngài hay khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 10 thứ lợi ích viên mãn này. Phật tử Đại Bồ Tát khiến cho chúng sinh đắc được 10 thứ viên mãn rồi, lại vì chúng sinh làm 10 Phật sự. Những gì làm 10? Đó là dùng âm thanh làm Phật sự vì thành thục chúng sinh, dùng sắc hình làm Phật sự vì điều phục chúng sinh, dùng nghĩ nhớ làm Phật sự vì thanh tịnh chúng sinh, dùng chấn động thế giới làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh lìa cõi ác, dùng phương tiện giác ngộ làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh không mất niệm, dùng trong mộng hiện tướng làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh luôn tránh niệm, dùng phóng đại quang minh làm Phật sự vì khắp nhiếp lấy các chúng sinh, dùng tu Bồ Tát hạnh làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh chủ nguyện thủ thắng, dùng thành chánh đẳng giác làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh biết pháp huyễn, dùng chuyển bánh xe Pháp làm Phật sự vì chúng nói Pháp không mất thời cơ, dùng hiện trụ thọ mạng làm Phật sự vì điều phục tất cả chúng sinh, dùng thị hiện Niết Bàn làm Phật sự vì biết các chúng sinh khỏi nhằm mỏi. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 10 thứ viên mãn rồi, lại vì chúng sinh làm 12 thứ Phật sự. Những gì là 10? Đó là một Bồ Tát dùng âm thanh để làm Phật sự ví như tán thán Phật, làm pháp nhạc vân vân, đều là vì thành thục tất cả chúng sinh. 2. Bồ Tát dùng sắc hình để làm Phật sự ví như thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vì điều phục tất cả chúng sinh. 3. Bồ Tát dùng nghĩ nhớ để làm Phật sự vì thanh tịnh chúng sinh. 4. Bồ Tát dùng chấn động thế giới để làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh giác ngộ, biết tất cả vô thường, pháp Bồ Đề tâm xa lìa ba đường ác. 5. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo giác ngộ chúng sinh để làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh không mất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 6. Bồ Tát dùng trong mộng thị hiện các tướng để làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh luôn luôn có chánh niệm. 7. Bồ Tát dùng phóng đại quang minh để làm Phật sự vì khắp nhiếp lấy tất cả chúng sinh. 8. Bồ Tát dùng tu Bồ Tát hạnh để làm Phật sự vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ ở trong nguyện thủ thắng. 9. Bồ Tát dùng thành tựu chánh đẳng chánh giác để làm Phật sự vì khiến cho tất cả chúng sinh biết rõ tất cả đều là hư huyễn như hóa, tìm chẳng được một pháp nào chân thật. 10. Bồ Tát dùng chuyển bánh xe Pháp để làm Phật sự vì tất cả chúng sinh nói Pháp không mất thời cơ. 11. Bồ Tát dùng hiện trụ thọ mạng để làm Phật sự vì điều phục tất cả chúng sinh. 12. Bồ Tát dùng thị hiện Niết Bàn để làm Phật sự vì biết các chúng sinh khởi nhàm mỏi. Phật tử đó là Đại Tam Muội trí thiện xảo, biết rõ tất cả thế giới và trang nghiêm thứ 7 của Đại Bồ Tát. Các vị Phật tử đó là Đại Tam Muội trí thiện xảo, biết rõ tất cả thế giới và trang nghiêm thứ 7 của Đại Bồ Tát. Hết tập 16.